Rồi mà các bạn xem chúng tôi lột vỏ để chiết cành cây nhãn. Và hôm nay cây nhãn mà chúng tôi chiết là cây nhãn tím. Các bạn xem cái cành này. Chúng ta chọn cái cành bánh tẻ, độ tuổi vừa để chiết. Và thay vì dùng dao để lột vỏ cây thì bây giờ chúng tôi chỉ dùng đơn giản là một cái kìm thôi. Và xoay ngang mấy vòng là vỏ nó tróc ra. Rồi. Cách này rất là đơn giản và nhanh chóng. Rồi các bạn xem tiếp cái cành thứ hai. Chỉ dùng cái kìm xoay ngang là xong. Đơn giản như vậy đó. Mà không phải như vậy là xong nha. Như vậy thì còn sẽ dùng dây ni lông để quấn lại nữa. Quấn đại thôi, mai mốt làm cái gì. Dây ni lông quấn lại rồi dùng mụn dừa hoặc là dùng những cái chất liệu để cho cây ra rễ bó lại. Trước đây thì cái cách chiếc này người ta dùng kẹp bình để xoay. Quấn cái đó luôn. Đây này nạn này lấy khó lắm. Nạn cắt bỏ nạn thôi. Để bỏ. Tới chừng cắt nhánh xuống á. Lấy nạn. Giờ dọn lại ha. Nó như cái này là chúng tôi chiếc lấy hai nạn này. Nhưng mà khi cắt cành xuống thì chỉ lấy một cành thôi. Một cành còn lại thì sẽ cắt bỏ đi. Làm cho bằng mí rằng nạn dưới cái dây này. Rồi, các bạn xem quá đây cái này cái hết được đất thì nó. Rồi bây giờ dùng kìm xoay ngang. Xong. Rồi như vậy là xong đó. Dập nháy không? Rồi các bạn xem những cái cành đã lột vỏ. Và sau đó thì chúng ta sẽ quấn dây vào và dùng mụn dừa để bó vào cho cây nó ra rễ. Giờ tôi kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau.